Lê Tiền xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tiền. Hôm nay Lê Tiền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm salad khoai tây nha cả nhà, hay còn gọi là bim bim khoai tây. Để làm được món bim bim khoai tây giòn rụm, béo béo, thơm phức, ngon ơi là ngon. Món ăn này thì người lớn hay trẻ em đều rất là thích luôn đó cả nhà. Để làm được món khoai tây giòn như thế này, màu vàng đẹp, thì chúng ta chỉ cần một bí quyết nhỏ thôi. Muốn biết cách làm món khoai tây này như thế nào, mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có 3 củ khoai tây 650g, muối và một hộp baking soda. Đầu tiên mình chuẩn bị nửa thao nước. Và ở đây mình sẽ sử dụng một muỗng canh baking soda. Một muỗng canh muối bọt. Mình dùng muỗng khuấy đều muối và baking soda tan vào trong nước. Mình sử dụng một con dao hai lưỡi để mình bào 3 củ khoai tây của mình ra nha cả nhà. Khi mua khoai tây, cả nhà nhớ chọn khoai tây mới. Mình cầm củ khoai tây lên, mình bóp mà củ khoai tây vỏ ngoài còn bóng, mượt và cứng là khoai tây mới. Còn nếu mà mình nhìn củ khoai tây có cái vỏ ngoài nó héo á cả nhà, khi mình cầm lên mình bóp nhẹ thì mình thấy cái củ khoai tây nó hơi mềm. Nếu mà khoai tây mềm á thì mình làm cái món này á, khoai tây nó sẽ không được giòn nha. Mình nhớ chọn mua được những củ khoai tây mới. Khoai tây sau khi bào xong thì mình dùng tay đảo đều khoai tây trong nước một chút như vậy, khoảng 1 phút để cho khoai tây của mình ra bớt tinh bột. Như vậy thì khi chiên khoai tây của mình mới được giòn nha cả nhà. Mình vớt khoai tây và cho vào một thao nước sạch để bên cạnh. Mình tiếp tục đảo đều khoai tây trong thao nước này thêm một lần nữa, cũng trong khoảng 1 phút. Rồi mình sẽ vớt khoai tây và cho vào một cái rổ. Mình cho vào nồi 1,5 lít nước nấu sôi. Khi nước sôi, mình sẽ cho nửa muỗng canh baking soda vào trong nồi nước, khuấy đều. Và mình sẽ bỏ khoai tây vào để mình trụng sơ. Baking soda sẽ làm cho khoai tây của mình sau khi chiên xong sẽ lên màu vàng đẹp nha cả nhà. Với lượng khoai tây của mình thì mình sẽ luộc 2 lần. Mình dùng đũa đảo nhẹ phần khoai tây trong nồi nước sôi như vậy. Trong vòng khoảng 30 giây, khi vừa thấy những miếng khoai tây của mình chuyển qua màu trong, thì mình sẽ vớt khoai tây ra liền. Mình không có luộc lâu. Nếu mình luộc lâu quá thì khoai tây của mình chín mềm, nó sẽ bị rã ra, không chiên được. Mình dùng vợt vớt khoai tây ra, cho vào một cái rổ để bên cạnh. Mình tiếp tục cho hết phần khoai tây còn lại vào trong nồi. Khoai tây vừa chuyển sang màu trong như vậy là mình vớt ra liền nha cả nhà.
Mình chuẩn bị một cái khay và mình sẽ cho miếng khăn the lên trên cái khay của mình. Tiếp theo, mình sẽ trải những miếng khoai tây của mình lên trên miếng khăn the. Mình dùng khăn giấy lau khô những miếng khoai tây của mình. Cả nhà nhớ lau những miếng khoai tây cho thật là khô nha cả nhà. Mình lau khô thì khi chiên á, khoai tây sẽ giòn và không có bị văng dầu. Mình cho dầu vào chảo, nấu cho dầu nóng lên, khi để đôi đũa vào mà đũa sủi tăm là được. Và mình sẽ cho từng miếng khoai tây vào. Mình đừng cho khoai tây vào chảo chiên một lần nhiều quá, chỉ vừa đủ diện tích của cái chảo dầu của mình thôi. Nếu mình để nhiều miếng khoai tây quá thì khoai tây sẽ bị dính chồng lên nhau. Như vậy thì khi mình chiên, khoai tây sẽ không được giòn và cũng không được đẹp nữa nha cả nhà. Mình dùng đũa mình trở liên tục những miếng khoai tây của mình và mình sẽ chiên khoai tây với mức lửa trung bình của bếp ga. Khoai tây này mình chiên rất là nhanh luôn đó cả nhà. Khi thấy những miếng khoai tây của mình vàng đều hai mặt như vậy thì mình sẽ gấp khoai tây ra. Mình để vào trong một cái rổ để cho khoai tây được nhiễu dầu xuống nha cả nhà. Những miếng khoai tây chưa vàng đều thì mình sẽ tiếp tục chiên thêm một chút xíu nữa. Khi khoai tây đã vàng đều hết như vậy thì mình gấp ra. Mình tiếp tục cho từng miếng khoai tây vào chảo để chiên tiếp nha cả nhà. Khoai tây của mình chiên xong rồi nè cả nhà ơi. Khoai tây lên màu vàng ươm, rất là đẹp luôn cả nhà ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy một miếng khoai tây lên, mình bẻ ra cho cả nhà nghe nè. Khoai tây giòn rụm luôn nè cả nhà. Mình mời cả nhà cùng ăn khoai tây với mình. Khoai tây giòn rụm, béo ngậy, ngon lắm luôn cả nhà ơi. Cách làm khoai tây này á thì mình thấy rất là dễ luôn cả nhà ha. Món ăn này á, người lớn hay trẻ em đều rất là thích luôn đó. Nếu mà nhà nào có các em nhỏ mà mình làm món này thì đảm bảo các bé sẽ rất là mê luôn. Hôm nào có thời gian rảnh, cả nhà hãy mua khoai tây về và làm món ăn này cho các bé và gia đình mình thưởng thức nha. Đảm bảo cả nhà sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn đó. Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!